Con pro. Bạn bốc. Con ăn ớt bốc ớt. Con ăn ớt bốc. Con xa lạnh bốc ớt. Xa lạnh. Xa lạnh bần nà. Xa lạnh thông xa mà mê. Bê bốc xa lạp tử. Tao con xa lạp chì mùi bốc ớt. ớt. Bố hai đâu vậy? Tao chanh kì. Chanh cao nà. Chanh cho chân năm. Có lâu lệch răm. Được lệch ớt. Krau không? Krau. Krau rồi hốt. Anh chẳng bốc sạp tới nơi thăm rồi. Ốp sốc sạp hơi. Mình ốp sốc tới bốc. Không mấy ngày giang hỏi ta có dùng rịch vay bốc mà bọn bọt đây. Bốc. Bất chìa mà nụ sạp bay cầm lên. Bốc. Ây con. Bốc chồng. Con trong số bốc tha, ta con mình mà đai rửa ọt. Bởi anh ọt mà đai, anh ta bị con rung mà say ấy. Chẳng, mà đai con bất tí sát nà hai mươi tơ. Tu ta kê sát nàng hỏi, tớp kê rốt chào dương. Tức ở dương bình nợ bốc con, ru công sọt, si ọt si khá liên. Ngày nào có bông tia, ngày nào có tay khó. Dù dù tớ, mục bốc đôi khai mà rã hơi. Con pro. Bạn bốc. Con bốc xong prap con mùi mắt. Bạn bốc bốc mê bà sang mà cho. Bốc trong prap con tha. Con xoay mọt nà. Nên nà có kênh dạy rưỡng nâng đai. Bốc có mần lực trong bà mát ai. Lỡ hai con. Bốc đôi chứ chư khăn á. Bà này dây khi nè xoay mọt chẳng. Bốc con kia bốc tức nông vinh cho. Lỡ hai con. Này, bất chồng chỉ còn lo mà em.